chào quý vị khán giả, rất vui gặp lại quý vị trong bản tin giá cả thị trường ngày hôm nay. Hôm nay, ba cẩu trục chạy ray bốc dỡ container hàng hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Dosan Việt Nam, Dosan Vina sản xuất đã được xuất khẩu sang Ấn Độ. Tổng trọng lượng ba cẩu trục khổng lồ này lên tới 4.440 tấn. Mỗi cẩu trục đều cao 73,8 mét, tương đương một tòa nhà 20 tầng, dài 143 mét, rộng 26 mét, nặng 1.480 tấn và được thiết kế để bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải tối đa lên đến 75 tấn. Sau khi rời cảng Dosan Vina tại khu kinh tế Dung Quốc, ba cẩu trục này sẽ vượt biển trong khoảng 4 tuần để đến Ấn Độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá cả thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.